Ê tao cũng là chiều này trúng 2 tỷ sao mày? Rồi trúng 2 tỷ hả? Trúng 2 tỷ thì bình thường thôi. Trúng 2 tỷ thì đi đi mua cái nhà thuê với làm gì, mua cái nhà tiệm 7. Không, thì tháng lấy 3 triệu thôi. Đó, có tiền đi đổ xăng đi lại rồi không? Còn lại 300 triệu biết làm gì không? Còn 300 triệu đi canh con coi nào đó, xong múa. Rồi biết đâu 100 triệu sau 3-4 năm sau nó lên được khoảng ít 10, ít 20 lần là lên được 50 tỷ nữa, đúng không? Đó, hợp lý không? Không mua canh con cổ phiếu nào nó chậm chậm đáy á, xong múc luôn. Đó là dù gì mà một tháng á, mình cũng có vài triệu tiền cho thuê nhà rồi. Vài triệu tiền cho thuê nhà đủ tiền xăng xe đi lại đúng không? Đâu đâu có gì đâu lo, còn cứ đi bán đất bình thường thôi. Đó, bình thường hết, bán đất bình thường. 2 tỷ là lùm cái nhà liền. Mua căn nhà tầm tỷ mấy hả? Đúng rồi, tỷ 7 bên chẳng bên bên ngay Trảng chỗ Trảng Bom. Bơm có căn nhà tỷ 7. Cho thuê được 3 triệu, 3 triệu một tháng. 3 triệu một tháng. Ừ. Tính là đúng một không? năm là 36 Tính năm được 36 triệu. Đúng không? Bây giờ mình trúng 2 tỷ đúng không? Mình mua căn nhà. Mỗi tháng mình đi cho thuê mình cũng có 3 triệu rồi. Đó. Còn lại á, là đi mua canh còn lại còn lại 300 triệu đúng không? Mua con canh con coi nào tiềm năng á, mua con canh cổ phiếu tiềm năng, mua con mua hai con quăng đó 5 năm 10 5 năm hoặc là 6 năm sau biết khi nó ít ít 10 ít 20 đúng không? Ví dụ như 100 triệu 300 triệu mà ít 20 đi, ít 10 là 3 tỷ rồi mà ít 20 là 6 tỷ đúng không? Bây giờ mỗi tháng dù gì cũng ví dụ mua mua căn nhà đi, mỗi tháng cũng có 3 triệu tiền cho thuê, có tiền ngồi không cũng có tiền, ngồi không rồi cũng có một tháng là 3 triệu tiền xăng xe đi lại đúng không? Đó mình vẫn đi bán đất bình thường thôi, bình thường mình đâu mình đừng có khoe tiền làm gì, đừng có mua ô tô làm gì. Nếu bây giờ trúng 2 tỷ mà mua ô tô là coi như mốt là nghèo luôn. Hả?